mãi không ngừng, như cánh chim trời không biết mỏi, mỗi bước đi biết mấy gian nan, vào xa tù đã mấy lần hay đi, đang quân thù đã mấy lần xa nhau anh nhờ bà con thương, anh đi bà con nhớ ơi, những mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở sáng rừng, rừng bao nhiêu lá thơ ngày biến mây, uống nước đào sơn lại nhớ đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghi Sơn tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn đưa 208 tân binh lên đường nhập ngũ. Phòng Giáo dục và Đào tạo khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2022-2023. Lễ hội Thành Hoàng Làng phát huy giá trị nơi sinh hoạt chung của cộng đồng, nơi gắn kết tình quê. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 2, tại sân vận động thị xã, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghi Sơn tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2023,
tiễn đưa 208 tân binh lên đường nhập ngũ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 341, Thượng tá Trần Hữu Tùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía thị xã có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các đơn vị nhận quân, lãnh đạo các ngành đoàn thể, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các xã phường. Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ. Chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 cho Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Theo đó, căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã tham mưu cho Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các xã phường làm tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở và tại thị xã chặt chẽ, đúng kế hoạch, sát với chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở kết quả thâm nhập, chốt quân số với các đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã chủ động hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, ra quyết định gọi 208 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 185 công dân và 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân vào các đơn vị gồm Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4, Trung tâm huấn luyện vùng 4 Hải quân, Trường quân sự Quân đoàn 1, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã thắp lửa truyền thống. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã nổi hồi trống mở hội giao quân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã nhấn mạnh, thị xã Nghi Sơn là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, nhân dân giàu lòng yêu nước. Trong công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân thị xã đã đóng góp to lớn vào thành công của các cuộc cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đã có hàng vạn thanh niên của quê hương, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, không ngại gian khó hy sinh, hăng hái lên đường tòng quân nhập ngũ, phục vụ chiến đấu và đã chiến đấu khắp các chiến trường. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thị xã Nghi Sơn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm với chất lượng cao nhất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh. Năm 2023, thị xã Nghi Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu 185 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam và 23 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, trọng tâm là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan quân sự, công an, hội cựu chiến binh, hội đồng nhiệm vụ quân sự, thị xã, đến các xã phường. Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Chỉ còn ít nữa, phút nữa thôi, chúng ta sẽ tiễn 208 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo chất lượng đạt 100% chỉ tiêu giao. Thay mặt Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn, Hội đồng Nghĩa vụ thị xã Nghi Sơn, tôi xin chân thành cảm ơn nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình thanh niên dự buổi lễ hôm nay. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn nhân dân toàn thị xã, cảm ơn các gia đình đã nuôi dưỡng giáo dục những người con ưu tú của mình để hôm nay các bạn trở thành những người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, được giao trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cảm ơn cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, toàn thể các cấp đã tổ chức chu đáo nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, tiễn đưa, động viên con em địa phương mình yên tâm lên đường nhập ngũ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các đơn vị nhận quân gồm Trung tâm huấn luyện Bộ Tư lệnh Vùng Hải quân 4, Trường quân sự Quân đoàn 1, Sư đoàn 312 Quân đoàn 1, Sư đoàn 341 Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh đã cùng với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền và gọi công nhân nhập ngũ trong thời gian qua, trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng các đơn vị sẽ làm tốt nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện, rèn luyện để các bạn trẻ sớm trở thành những chiến sĩ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thị xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên, chăm lo, giúp đỡ các gia đình tân binh nói riêng và các gia đình có con em đang công tác trong quân đội và Công an nhân dân Việt Nam nói chung, để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mọi miền của đất nước. Đó cũng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một lần nữa, chúc các tân binh của thị xã lên đường vui vẻ, mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho buổi lễ giao quân trang trọng ngày hôm nay. Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tới dự buổi lễ hôm nay sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thực hiện thành công mọi nhiệm vụ năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt tuổi trẻ thị xã, đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Bí thư thị đoàn phát biểu động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Thay mặt cho tuổi trẻ thị xã Nghi Sơn, Ban thường vụ thị đoàn Nghi Sơn kêu gọi 208 đồng chí thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 hãy phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, công an nhân dân anh hùng, khắc phục khó khăn, gian khổ, rèn đức, luyện tài, xung phong tình nguyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết thêm trang sử vàng, vẻ vang, hào hùng của quê hương, đất nước. Dù ở lĩnh vực công tác nào, tuổi trẻ chúng ta luôn đoàn kết, nối chặt vòng tay, cùng nhau thi đua với khẩu hiệu hành động. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn, trong những thử thách đầy gian khổ, thế hệ trẻ chúng ta sẽ được rèn luyện để không bị lùi bước trước những khó khăn và thách thức. Vì vậy, khi các bạn được tuyển giao nhập ngũ, cũng là lúc các bạn có những môi trường tốt để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tuổi trẻ thị xã Nghi Sơn tự hào, lưu luyến tuyển giao các bạn, những người con của thị xã Nghi Sơn anh hùng lên là đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Ngày các đồng chí trở về địa phương, cả quê hương và tuổi trẻ thị xã sẽ vui mừng chào đón những người con rắn giỏi, chứng chạc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về với quê hương. Trong niềm vui, tự hào hân hoan đầu xuân mới, một lần nữa tuổi trẻ thị xã xin kính chúc đoàn chủ tịch, các quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân và các đồng chí tân binh năm 2023 sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp đó, đồng chí Lê Quý Cường, đại diện cho 208 tân binh lên đường nhập ngũ, đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tiếp bước các thế hệ cha anh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và hứa quyết tâm. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên, trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, rất vinh dự và tự hào cho chúng tôi được nhập ngũ đợt này. Trong giờ phút lưu luyến tạm biệt quê hương, gia đình, người thân và bạn bè lên đường là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thay mặt cho 208 thanh niên nhập ngũ đợt này, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cô bác và các bạn đoàn viên thanh niên mạnh khỏe, hạnh phúc. Trước lúc lên đường, chúng tôi xin hứa với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và gia đình, một là phát huy truyền thống quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương thị xã Nghi Sơn anh hùng, tiếp bước cha anh phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, công an nhân dân vì nước quên dân, vì dân phục vụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hai là tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật,
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ba là gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và mệnh lệnh chỉ thị của người chỉ huy, không vi phạm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, không đào bỏ ngũ, không thoái thác nhiệm vụ. Bốn là có tinh thần đoàn kết, thống nhất và xây dựng đơn vị cao, thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công tác, tích cực vận động gia đình và nhân dân nơi sinh sống, công tác chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thay mặt cho 208 thanh niên lên đường nhập ngũ lần này, chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp lại niềm tin sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên phường. Một lần nữa, thay mặt cho 208 thanh niên nhập ngũ, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên địa phương, cũng như chỉ huy các đơn vị nhận quân đợt này đã quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho bản thân và gia đình chúng tôi trong thời gian qua. Xin chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thời gian tới, rất mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn. Đại diện cho đơn vị nhận quân phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đinh Hoàng Văn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân đoàn 1, đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi được về thị xã Nghi Sơn, một địa phương có truyền thống cách mạng trong kháng chiến và ngày nay đang phấn đấu xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Đồng chí tin tưởng, buổi lễ giao nhận quân này sẽ tạo dấu ấn tốt đẹp, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương để các tân binh tin tưởng vào hậu phương vững chắc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm của mình, các đơn vị nhận quân sẽ giáo dục, quản lý chặt chẽ và huấn luyện tốt, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí tân binh được phấn đấu, cống hiến trong thời gian nhập ngũ, trở thành người chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng chí cũng mong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và gia đình thường xuyên động viên con em mình tích cực học tập, rèn luyện, ngày một trưởng thành tiến bộ, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng công an, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Sau các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341, Thượng tá Trần Hữu Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy đã tặng hoa cho đại diện các đơn vị nhận quân, tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Nhờ được chuẩn bị chu đáo, vì vậy lễ giao nhận quân năm 2023 tại thị xã Nghi Sơn đã diễn ra trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Các tân binh lên xe về đơn vị đều phấn khởi tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Nghi Sơn anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị nghe báo cáo về việc thực hiện công văn số 5787 UBND CDDT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc chấn chỉnh và chấm dứt việc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Dự hội nghị có hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Sơn, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, việc thực hiện quản lý tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã được các cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập, các cá nhân thực hiện theo quyết định số 2381/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở nhiều xã phường chưa thực hiện tốt vai trò quản lý giáo dục trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên các nhà trường, thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm. Công tác phối hợp tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh và nhân dân thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm còn nhiều hạn chế, vẫn có nhiều cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định, tạo dư luận gây bức xúc trong phụ huynh học sinh và nhân dân. Trước thực trạng đó, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành công văn số 5787 nhằm chấn chỉnh và chấm dứt việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các nhà trường đều nhận định việc thực hiện không nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm trong thời gian qua gây áp lực cho học sinh và tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Việc ban hành công văn số 5787 sẽ đưa hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện đúng quy định và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Sơn, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất ấy, là phát huy kết quả được. Thời gian qua thế nói là và chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm đáp định là đã được thực hiện tốt, để khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục thực hiện nghiêm túc là công văn số 5787 ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân xã về việc chấn chỉnh và chấm dứt việc tổ chức dạy thêm học thêm đáp định địa bàn xã, cũng như các văn bản của cấp trên rõ đó. Bởi vì quy định là chúng ta phải chấp hành, chúng ta sống làm việc theo hiến pháp luật để quy định và thực hiện, mà làm sai quy định làm xử lý không như thế này, cứ làm sai thì không xử lý như thế. Thế này văn bản của Bộ Giáo dục đã rõ rồi, của Sở Giáo dục đã rõ rồi, của Ủy ban Nhân dân thị xã đã rõ rồi, chúng ta như thế thực hiện là một cái nghiêm túc. Thứ hai là đối với các nhà trường, thì hôm nay là có hiệu trưởng các nhà trường ở đây, thì tôi đề nghị là các đồng chí hiệu trưởng các nhà trường là tiếp tục chỉ đạo để đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường. Đây là trách nhiệm của các thầy, muốn nâng cao chất lượng của nhà trường mà đi phụ thuộc vào dạy thêm một thêm nữa là các thầy làm trưởng làm gì. Nên là các trường hiệu trưởng là chất lượng nhà trường là trách nhiệm trước hết là các đồng chí hiệu trưởng, rồi là tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ giáo viên các nhà trường trong việc là nâng cao chất lượng dạy học, nhất là đổi mới phương thức chỉ đạo quản lý để nâng cao chất lượng dạy học trong trường. Cái này tôi thống nhất với một đồng chí, các đồng chí phải chịu trách nhiệm, phải tư duy năng động sáng tạo cái này trong nhiều trường chứ, đúng không? Và tôi nhấn mạnh nữa là làm sao để tuyên truyền để phát huy ý thức tự giác học tập của các em học sinh, tự học, thường như thế, như này, rồi nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Thứ ba là phòng giáo dục đào tạo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã trong việc là tăng cường công tác quản lý nhà nước giáo dục, trong đó có việc là dạy thêm, học thêm đáp định, để tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định là phòng giáo dục đào tạo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân và chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Đồng thời là hướng dẫn cho các nhà trường để có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường. Thứ bốn là Ủy ban Nhân dân các phường là tiếp tục tăng cường tuyên truyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức dạy thêm, học thêm đáp ứng địa bàn, giao cho công an các xã phường sẽ thực hiện việc rõ làm quy định của chúng ta dạy thêm phải trong các định là vi phạm luật, đúng không? Mà nó vi phạm phải xử lý thôi. Thưa quý vị và các bạn,
Ngày 4 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp thị xã năm học 2022-2023. Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp thị xã năm học 2022-2023 có sự tham gia của 76 giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp trường 2 năm liền năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đang công tác tại 34 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Hội thi sẽ được diễn ra từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023 tại 3 địa điểm thi với 2 nội dung thi, gồm thực hành một tiết dạy trong chương trình giảng dạy tại các trường trung học cơ sở Bình Minh, Hải Nhân và trình bày một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại nơi giáo viên đang công tác tại trường trung học cơ sở thị trấn để đánh giá kết quả của giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi trong hội thi. Với phần thi thực hành, một tiết dạy ít nhất cần có 2 trên 3 giám khảo đánh giá loại giỏi. Với phần thi trình bày một biện pháp nâng cao công tác giảng dạy, phải đạt 5 điểm trở lên và có 2 trên 3 thành viên ban giám khảo công nhận. Để đảm bảo hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đề nghị ban tổ chức hội thi, ban giám khảo, các giáo viên tham gia hội thi cũng như các địa điểm thi phải chấp hành tốt các quy định của hội thi, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã. Ngày 5 tháng 2, Tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình tổ chức lễ hội Thanh Hoàng Làng năm Quý Mão 2023. Tham dự lễ hội có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, cấp ủy chính quyền phường Nguyên Bình cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Đình Làng Thổ Sơn là nơi thờ Thành Hoàng Làng Lê Khánh Sơn, người đã có công khai phá, thành lập Làng Thổ Sơn ngày nay. Không chỉ là nơi thờ tự, mà từ xưa đến nay, Đình Làng Thổ Sơn, Tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình đã trở thành ngôi nhà chung của dân làng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng làng xã, nơi bảo tồn và phát huy những thuần phong, mỹ tục, quê hương, góp phần làm giàu thêm truyền thống tốt đẹp, gắn bó, nghĩa tình. Ngày nay, Đình Làng Thổ Sơn vẫn luôn phát huy tốt giá trị là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng, nơi gắn kết tình quê, lễ hội làng diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm. Con cháu của các dòng họ trong làng dù đang làm ăn sinh sống học tập, công tác trong Nam ngoài Bắc đều tụ hội về dự hội làng tổ chức tại Đình Làng Thổ Sơn, cùng nhau quyên góp trùng tu tôn tạo đình làng, giúp đỡ những người nghèo trong tổ dân phố sửa sang nhà cửa, phát triển kinh tế để cùng nhau xây dựng làng xóm, quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp. Xã hội ngày càng phát triển, nhưng đình làng vẫn luôn giữ một vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần, được bao thế hệ trân trọng, giữ gìn. Việc bảo tồn không gian văn hóa đình làng gắn với bảo tồn cả nếp sống, phong tục, góp phần xây dựng cộng đồng làng xã càng trở nên bền chặt. Trước đó, vào tối 4 tháng 2, Tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình cũng đã tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng Xuân Quý Mão 2023. Đêm văn nghệ diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thắm đượm tình yêu quê hương đất nước với các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đổi mới. Các tiết mục được dàn dựng công phu đã thu hút và mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 2, tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, làng Lê, tổ dân phố Vinh Tiến, phường Hải Hòa đã long trọng tổ chức lễ hội Thành Hoàng Làng Lê, nơi thờ bà Lê Thị Lự, di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Đền Làng Lê, nơi thờ bà Lê Thị Lự, hiệu là Khánh Duyên. Bà là công chúa hiển linh, được nhân dân làng Lê thờ phụng. Bà Lê Thị Lự, quê ở huyện Quỳnh Đôi, tổng Hoàng Mai, nay là thôn Phú Nghĩa, xã Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Là cháu đời thứ 7 của Lam Quốc Công Lê Trừ, anh trai của vua Lê Thái Tổ Lê Lợi. Thân phụ bà là ông Lê Duy Cần, cháu đời thứ 5 của Lê Khang, khai quốc công thần triều Lê Sơ. Còn mẫu thân là bà Thái Thị Khóa. Ông bà sinh được 3 người con trai và 2 người con gái. Bà Lê Thị Lự là người con gái thứ 2. Tương truyền vào năm 1578,
bà đã đưa con cháu di cư từ Nghệ An về thôn Bạng Giáp, Tổng Văn Trai, khai canh lập ấp, lập nên làng Lê Xá, nay là làng Lê, tổ dân phố Vinh Tiến, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Bà nổi tiếng là một người vợ đảm đang, trinh thục. Chồng bà được cử sang Bắc Quốc làm quan chánh sứ đại thần và không may bị mất bên đó. Được tin báo về, bà đã tuẫn tiết theo chồng. Sau khi mất, bà rất linh ứng, thường giúp đỡ, phù hộ, che chở cho nhân dân trong làng sống yên ổn làm ăn, mùa màng tươi tốt, tai qua nạn khỏi, nên được nhân dân tôn làm thành hoàng làng, lập đền thờ và tổ chức lễ hội hàng năm. Trải qua các đời tiên tổ, bà được các triều đại vua 3 lần phong sắc, tôn phong mỹ hiệu là đại quận Nhu Thuận, Địch Huệ, Phù Hữu Hiển Linh, Diên Huống Tử Nhân, Quỳnh Hoa Trước Tích, Thụy Khánh Công Chúa, Trai Tĩnh Trang Huy, Dược Bảo Trung Hưng, Thượng Đẳng Thần, nghĩa là vị thượng đẳng, thần là công chúa Thụy Khánh, đức tính thủy mị, thầm lặng nết na, trang nghiêm tốt đẹp, làm gương là vị thần có công bảo vệ nền trung hưng nước nhà. Trải qua thời gian và những biến cố của lịch sử, đình Thành Hoàng Làng đã xuống cấp. Đến năm 2009, được đầu tư tôn tạo lại khang trang. Đến năm 2011, đền thờ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội năm nay được tổ chức gồm có 2 phần là sức kiệu và lễ tế. Phần lễ tế, đọc chúc đã ôn lại lịch sử, cuộc đời sự nghiệp của bà Lê Thị Lự, người đã khai sinh, lập nên làng Lê ngày nay. Lễ hội Thành Hoàng Làng Lê, nơi thờ bà Lê Thị Lự, được tổ chức trong những ngày đầu xuân là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu tinh thần, tình cảm của đông đảo nhân dân. Lễ hội còn là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ về người khai canh lập ấp, lập nên làng Lê ngày nay, đồng thời tiếp thêm nguồn sức mạnh để mỗi người dân tiếp tục hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn thông báo, lúc 14 giờ 15 phút ngày 24 tháng 1 năm 2023, đơn vị tiếp nhận và phát hiện một chiếc tàu vỏ gỗ trôi dạt vào khu vực bãi đá thôn Bắc Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra phát hiện tàu ghi số hiệu 1689, buồng lái có sơn màu xanh, thân vỏ có sơn màu xanh xám. Tàu có chiều dài 20m, rộng 4m. Có 2 máy công suất 250 CV. Phần đầu của tàu bị hư hỏng nặng, 2 bên thân tàu và máy bị hư hỏng nhẹ, phần đuôi tàu hư hỏng nặng. Trên phương tiện không có người, giấy tờ, tài sản và vật dụng dùng cho sinh hoạt. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn thông báo, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận tài sản, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin liên hệ về Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, địa chỉ thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại 0237 676 4788 hoặc số 0969 636 958. Chỉ huy đơn vị Thiếu tá Trần Đức Nguyên. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành, ta chạy cho nhanh, xây công trình lớn. Nhà ngôi nhà đẹp đều cần thép tốt, như VAS vững vàng tâm thép. Thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí. Chất lượng bảo chứng, bởi triệu công trình, gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi. Thép VAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng. Thép VAS được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với mẫu mã đa dạng. Hệ thống 6 nhà máy của VAS luôn đáp ứng yêu cầu về sản lượng lớn cho các đối tác khách hàng.
VAS vững vàng tâm thép. Hotline 028-3820-3820 sẵn sàng hỗ trợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.